thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao bốn tịnh lự đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao bốn vô lượng bốn định vô sắc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao Đìa bốn tịnh lự có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao Đìa bốn vô lượng bốn định vô sắc có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao trơn như của bốn tịnh lự đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao trơn như của bốn vô lượng bốn định vô sắc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Địa chân như của bốn tịnh lự có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Địa chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Tám giải thoát đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Tám thắng xứ, chín định thứ đệ mười biến xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Đìa tám giải thoát có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp, không thiện hiện. Thưa ngài xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp, không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao chân như của tám giải thoát đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao chân như của tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao địa chân như của tám giải thoát có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa ngài xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện.